Cảnh báo tháng 7 âm lịch, đại họa cực lớn. Tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, biết để tiêu tai giải nạn, gặp thời đổi vận, giàu sang nhất họ, bất chấp tháng cô hồn. Chào mừng quý tín chủ đã quay trở lại với Tài Lộc TV. Thưa anh chị, tuổi Nhâm Tý, cho dù ngu dốt hay giỏi giang, cho dù nghèo khổ hay giàu có, thì ai cũng nhận biết rõ ràng về sự may mắn và vận xui của con người. Dòng dõi nhà nội, tiền chất như núi, địa vị, quyền quý cao sang mà đùng một cái, vỡ nợ, phá sản cũng chỉ vì thiếu đi chút may mắn. Có người lại sinh ra trong cơ cực, nợ nần chồng chất. Những tưởng cả đời không ngóc đầu lên được, thì có ngày lại gặp thời gặp vận làm ăn tắng tới. Cũng có người đi đường được tặng từ vé số chơi vui, cũng trúng lớn đời đời, tậu nhà tậu xe trước sự ngỡ ngàng của thiên hạ. Cuộc đời có một Nhâm Tý không thiếu những tranh đấu, không thiếu những thử thách trong gai. Nó là một cuộc đời cần rất nhiều can trường, cần rất nhiều kiên trì, cần rất nhiều bền bỉ. Cuộc đời có một Nhâm Tý là một cuộc đời thấm đẫm những thất vọng về nhân tâm, thấm đẫm những đau thương, những sững sờ ngẩn ngơ. Rất nhiều lần cho đi nhiều hơn là nhận được, rất nhiều thiệt thòi, rất nhiều chán nản vì sự chân tình thẳng thắn, nhiệt thành của bản thân. Quý anh chị tuổi Nhâm Tý 1972 thân mến, theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng đáng sợ nhất trong năm, bởi trong tháng này sẽ có rất nhiều ma quỷ được ra ngoài. Chính vì vậy thường được gọi là tháng cô hồn, mở cửa mã hay xá tội vong nhân. Thời gian này các linh hồn lang bạc sẽ trở về trần gian. Có nhiều vong hồn lợi dụng cơ hội này để quấy phá con người. Từ xưa đến giờ đã có rất nhiều người không qua khỏi thời điểm tháng cô hồn này. Vậy Nhâm Tý đã kinh qua 53 năm cuộc đời, trải đủ vị đắng, cay, mặn, ngọt rồi, thì giờ đây Nhâm Tý có còn sợ hãi cái tháng cô hồn này nữa không? Hãy để lại câu trả lời ở dưới video này nhé. Tuy nhiên, dù sợ hay không thì Nhâm Tý cứ nhẹ lòng mà kinh qua cái tháng cô hồn này nhé. Tạo Lập TV sẽ luôn ở đây đồng hành cùng quý tín chủ. Đặc biệt tháng cô hồn này, bên cạnh việc chỉ ra một số điều cấm kỵ không nên làm, thì chúng tôi còn chỉ ra 3 bí mật giúp tín chủ bình an giàu có mà chưa ai từng tiết lộ. Và đặc biệt ở phần cuối video, Tạo Lập TV sẽ chỉ rõ 5 cách xả xuôi tháng cô hồn giúp anh chị Nhâm Tý vạn sự bình an, hóa hung thành cát, đón may mắn và phú quý về nhà. Cụ thể như thế nào, mời tín chủ theo dõi đến cuối video để tìm ra câu trả lời xứng đáng dành cho mình nhé. Kính thưa quý mệnh chủ tuổi Nhâm Tý, tức những người sinh năm 1972, thuộc về hành thủy trong ngũ hành, với biểu tượng là thủy sư chi tý, nghĩa là thuộc nước. Hình ảnh này tượng trưng cho sự thông minh, linh hoạt và khả năng thích nghi. Trong bức tranh tử vi, Nhâm Tý hiện lên với những đặc điểm nổi bật và một con đường nhân sinh đầy sự sáng tạo và khéo léo. Người tuổi Nhâm Tý thường có tính cách thông minh, nhạy bén và sáng tạo. Họ rất giỏi trong việc giải quyết các vấn đề và tìm kiếm giải pháp hiệu quả nhờ vào khả năng phân tích và tư duy logic tốt. Sự nhạy bén và khả năng quan sát giúp họ nắm bắt cơ hội và vượt qua thử thách một cách dễ dàng. Ngoài ra, người tuổi Nhâm Tý có tính cách hòa đồng và cởi mở. Họ dễ dàng kết bạn và xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp nhờ vào sự khéo léo và khả năng giao tiếp tốt. Sự quyến rũ và sức hút tự nhiên của họ giúp họ tạo ấn tượng mạnh với người khác và duy trì các mối quan hệ bền vững. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi Nhâm Tý có thể trở nên dễ bị phân tâm và thiếu kiên nhẫn. Họ có xu hướng bị cuốn vào nhiều hoạt động và dự án khác nhau mà không hoàn thành hết. Điều này có thể khiến họ cảm thấy mệt mỏi và không đạt được kết quả như mong đợi. Họ cũng cần học cách tập trung hơn vào những mục tiêu dài hạn và tránh bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Trong hành trình nhân sinh, người tuổi Nhâm Tý
hiểu rằng cuộc sống là một chuỗi các cơ hội và thử thách. Họ luôn sẵn lòng đối mặt với những tình huống mới và không ngại thay đổi để tìm kiếm những con đường mới mẻ. Họ tin rằng mỗi ngày đều mang đến những trải nghiệm mới và là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Người tuổi Nhâm Tý luôn đặt ra những mục tiêu cao và không ngừng nỗ lực để đạt được chúng. Họ biết rằng để đạt được thành công cần phải có sự kiên trì và quyết tâm. Sự sáng tạo và khả năng thích nghi giúp họ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành tựu lớn lao. Trong các mối quan hệ, sự chân thành và khéo léo của người tuổi Nhâm Tý luôn được người khác trân trọng. Họ biết cách xây dựng và duy trì các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, họ cũng cần học cách kiềm chế tính, dễ phân tâm và tập trung hơn vào các mục tiêu quan trọng để có thể hòa hợp hơn trong các mối quan hệ. Người tuổi Nhâm Tý với tính cách thông minh, nhạy bén và sáng tạo là hình ảnh của sự linh hoạt và khả năng thích nghi trên con đường nhân sinh. Họ không ngại đối mặt với thử thách và luôn tiến lên phía trước với lòng quyết tâm và sự khéo léo. Chính sự kết hợp giữa trí tuệ và sự quyến rũ đã làm nên nét đặc biệt của người tuổi Nhâm Tý, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa và thành công. Tiếp theo chương trình là vận trình tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Theo tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024 là tháng Nhâm Thân, hay tháng Lan Nguyệt với biểu tượng là hoa lan và hoa phi yến. Loài hoa biểu tượng cho sự trang trọng quý phái, trong tình yêu thể hiện cho sự nghiêm túc về tình cảm, lòng chân thành và sự thật. Tháng Nhâm Thân năm Giáp Thìn có thiên can là Nhâm, địa chi là Thân, cầm tinh con khỉ. Đặc biệt tháng 7 âm lịch này còn là tháng Vu Lan báo hiếu, là dịp để con cháu báo ăn báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha. Nếu ai may mắn còn cha mẹ mà thường ngày bận rộn, không có nhiều thời gian trò chuyện, chăm sóc cha mẹ, ông bà, thì vào dịp lễ Vu Lan, hãy nhớ dành thật nhiều thời gian ở bên cạnh họ nhé. Hãy cùng họ đi chơi, cùng dùng bữa cơm gia đình thật ấm cúng, và nếu ai ở xa, không gần cha mẹ, thì hãy gọi điện gửi đến họ những lời chúc lễ Vu Lan báo hiếu. Còn nếu ai chẳng may đã không còn cha mẹ, cô bác có thể dành thời gian đi lễ chùa thắp nén hương thơm tới cha mẹ, người thân của mình. Anh chị Nhâm Tý à, thời gian qua của anh chị như thế nào? Công việc có bận rộn mệt mỏi lắm không ạ? Những ngày nắng nóng như thế này, anh chị hãy chú ý uống nhiều nước và tránh ra ngoài vào những thời gian cao điểm nhé. Hãy yêu thương bản thân mình thật nhiều và đừng đau ốm gì cả. Cảm ơn anh chị đã lựa chọn Tài Lộc TV như một lời tâm sự với người bạn thân thiết. Hãy kiên cường lên anh chị nhé. Căn cứ tử vi tháng 7 âm năm Giáp Thìn của 12 con giáp, giới tiên tri huyền học chỉ ra rằng tháng 7 âm lịch sắp tới sẽ là một tháng dự báo khó khăn, sẽ chưa hoàn toàn lùi xa. Do đó, Nhâm Tý 1972 vẫn phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Cho dù có những việc bắt đầu khởi sắc thì vẫn phải thận trọng vì vẫn có nhiều rủi ro tiềm tàng. Tháng này, Nhâm Tý sẽ cảm thấy rất vui nếu kịp thời nắm bắt cơ hội được trải nghiệm, mở mang hiểu biết. Hãy lắng nghe nhiều hơn để tìm ra được thông tin cần. Chú ý đừng để rơi vào cãi cọ với bạn làm ăn vì những chuyện nhỏ nhặt, rắc rối có thể xuất hiện theo cách mà bạn không ngờ tới nhất. Thất sát xuất hiện trong tháng này cho thấy tâm lý của bạn ảnh hưởng không tốt tới chất lượng công việc. Dường như bạn chẳng có tâm trạng cho bất cứ công việc gì cụ thể trong thời gian này. Việc hợp tác làm ăn không có lợi trong tháng cô hồn. Đôi khi bạn cần có niềm tin khi làm ăn chung. Nếu có hiểu nhầm, đừng ngay lập tức nghĩ xấu về đối tác. Trường sinh mang đến cho Nhâm Tý sự trợ giúp từ những người xung quanh để giảm nhẹ sự căng thẳng mà bạn đang đối mặt. Thứ bạn cần là một cuộc trò chuyện trí tuệ. Hãy tìm ai đó bạn quý mến, đáng tin cậy, thông thái hơn bạn để chút nỗi lòng mình. Vận trình tình duyên ổn định nhờ tam hợp có thể được xem là điểm sáng hiếm hoi của bản mệnh trong tháng này. Vì thế,
Tháng 7, bản mệnh nên tập trung, cải thiện, chuyện tình cảm sẽ tốt hơn cho bạn. Xét về địa chi, Tý gặp Thân, lâm cục diện tam hợp. Mặc dù có nhiều bất trắc do hung tinh gây ra, nhưng được tam hợp trợ giúp nên sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến vững vàng. Có thể bạn không vươn tới một vị trí lớn lao nào, nhưng được nhiều người tin tưởng, tài lộc nhìn chung phát triển ổn định, bạn kiếm được tiền lương, tiền thưởng cũng như lời lãi từ công việc chính của mình. Do đó, hãy tập trung vào nhiệm vụ để không bỏ lỡ cơ hội đáng quý có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đồng thời, thời điểm này, quý nhân có thể xuất hiện để dẫn đường chỉ lối. Bạn hãy lắng nghe những quan điểm, kinh nghiệm của đối phương để có thể đúc rút ra những kinh nghiệm đáng quý cho mình. Xét về thiên can, nhâm thủy gặp nhâm thủy là tỷ kiên. Tỷ kiên mang tới sự thông thái, sáng suốt cho bạn, không khó để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Dẫu vậy, quá trình hợp tác chưa suôn sẻ, ít nhiều, hãy an phận, chưa nên tính công việc to lớn trong tháng này. Đặc biệt, tỷ kiên tài hoa, nhiều tài năng lại có cơ hội thể hiện, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nên tháng này rất có lợi với những bạn làm các người cần sự khéo léo, tỉ mỉ và năng khiếu nghệ thuật. Chắc chắn sẽ nhận được kết quả tốt, thành công sớm đến. Tuy nhiên, cách đối nhân xử thế của bạn trong tháng này vẫn chưa thật sự khéo léo, nhất là trong mối quan hệ với gia đình. Dễ gây ra những khúc mắc hiểu lầm với người thân, dù không cần phải hoàn hảo. Tuy nhiên, hãy cố gắng hết mình để giữ hòa khí, điều đó có lợi cho tất cả mọi người. Thiên ấn giúp cho các mối quan hệ xã giao tháng này hài hòa hơn. Bản mệnh có thể dễ dàng kết thêm bằng hữu, mở rộng mạng lưới bạn bè, tăng cơ hội gặp quý nhân. Đi đâu cũng sẽ có người giúp đỡ, không lo đơn thương, độc mã. Nhân đà này, bản mệnh cũng nên tận dụng sức mạnh tập thể để gặt hái thành công lớn hơn. Ngoài ra, thiên ấn cũng sẽ giúp bạn dùng chính bản lĩnh, sự lanh lợi của bản thân cộng thêm chút may mắn về thời vận. Bản mệnh đủ tỉnh táo và sáng suốt để xử lý mọi việc đâu ra đó, thu về kết quả khả quan. Nên nhớ, nhâm tí càng chủ động sẽ càng tận dụng được lợi thế. Chính vì vậy, nhâm tí hãy cứ mạnh dạn mưu sự lớn, bởi tỷ lệ thành công sẽ khá cao. Thất sát, thực tế, sự nghiệp của người tuổi nhâm tí phát triển rực rỡ trong tháng này, nhưng cũng chính điều đó khiến cho những kẻ tiểu nhân hẹp hòi, ích kỷ, cảm thấy ghen tị. Vì thế, bạn đừng bao giờ lơ là trong công việc, kể cả khi đã sắp chạm tay tới thành công. Người làm, lãnh đạo chớ nghe theo lời của kẻ nịnh bợ, có cái nhìn sai lệch về vấn đề và đưa ra những quyết định thiếu chính xác. Trên phương diện kinh doanh, bạn chớ nên nghe theo lời xúi dục dụ dỗ của người ngoài, đặc biệt là trong những mối làm ăn không làm gì mà vẫn được hưởng lãi cao. Bạn làm gì cũng phải dựa vào khả năng phán đoán, phân tích của bản thân. Muốn làm giàu thì phải dựa vào sức của mình, chứ không nên mơ đến những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Quan phụ mang điềm báo về sự cản trở, tiểu nhân quấy phá, khiến con đường kiếm tiền, làm giàu của bản mệnh gặp nhiều trở ngại. Dù nỗ lực rất nhiều, song thu về không được như mong đợi. Một số tư nhân rơi vào tình trạng phá sản, lãi không bù được lỗ, cắt lỗ liên miên, thậm chí còn có dấu hiệu mất tiền liên quan đến pháp luật kiện cáo. Do đó, bạn cần cảnh tỉnh bản thân, đừng vì chút lợi trước mắt mà vướng họa lao tù. Cơ hội việc làm đã không nhiều, trong khi đó các loại chi phí gia tăng, chi tiêu khá eo hẹp. Bạn cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không nên thay đổi vị trí công việc hoặc thay đổi ngành nghề, hạng mục đầu tư kinh doanh. Để ổn định tình hình tài chính, khuyên tuổi nhâm tí cần làm ăn chân chính, tránh sự mập mờ, đồng thời lập cho mình kế hoạch tài chính cụ thể, có sự phòng bị trước, chi tiêu tiết kiệm, đề phòng bất trắc. Phi liêm, thời điểm này, công việc của người tuổi nhâm tí khó mà tiến triển theo chiều hướng bạn mong muốn khi vận xui án ngữ trong vận trình của con giáp này. Điềm báo họa thị phi, tai ương có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu bản mệnh không biết kiểm soát cảm xúc của bản thân. Bạn đang để sự bốc đồng điều khiển lý trí của mình, gây ra tranh chấp với đồng nghiệp, đối tác làm ăn nên ảnh hưởng khá nhiều đến công việc.
Có người còn có thể chịu sự trách mắng, phê bình của lãnh đạo. Chẳng những vậy, đường tình duyên của con chấp này vẫn chưa được suôn sẻ. Nhiều vấn đề nảy sinh giữa hai người nên mâu thuẫn dâng cao. Cách tốt nhất để giải quyết tình trạng này là bạn cần nhún nhường thêm chút nữa. Đừng để cái tôi của mình chèn ép lên mối quan hệ hai người, gây tổn thương cho đối phương mà cũng muộn phiền cho chính mình. Lưu Niên Trường Sinh cho thấy bản mệnh là người rất vui vẻ, hòa đồng và thích giúp đỡ mọi người. Dù làm việc gì, bạn cũng cố gắng làm bằng cái tâm của mình, suy nghĩ thấu đáo và làm việc chỉnh chu. Nhờ đó mà hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Ngoài ra, bạn cũng được đồng nghiệp quý mến. Vận trình tình cảm của Nhâm Tý trong tháng này được Trường Sinh tương trợ nên rất đáng mong đợi. Những người đã kết hôn có một giai đoạn hài hòa, im ấm, tình cảm hài hòa, hạnh phúc tuy có chút chống đối khi đưa ra ý kiến, nhưng sau đó thống nhất được và cả hai rất đồng lòng. Hơn ai hết, bạn rất may mắn khi có một nửa thấu hiểu và yêu thương. Nhất là trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, cuộc sống không được sung túc nhưng bản mệnh luôn được động viên tinh thần. Trường Sinh càng làm tăng thêm phúc thọ cho gia đình bạn, hứa hẹn có tin vui trong việc học hành hoặc hỷ tính của con cái, thêm người thêm của. Mặc dù được Trường Sinh ủng hộ nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ vận khí tháng cô hồn nên sức khỏe của bạn tháng này có dấu hiệu tổn hao. Nguyên nhân là do bạn để công việc lấn chiếm cả thời gian nghỉ ngơi nên có thể rơi vào tình trạng lao lực, kiệt sức. Đây là điều bạn cần sớm tìm cách cải thiện. Bạn có thể sắp xếp thời gian để tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể sẽ tốt hơn, vừa nắm được tình trạng sức khỏe lại thêm phần an tâm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy phong thủy khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thần, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chưa mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Sao chiếu mệnh và niên hạn tuổi Nhâm Tý 1972 năm 2024. Nam mạng năm 2024, nam Nhâm Tý gặp sao Thái Âm và hạn Diêm Vương. Thái Âm là một cát tinh hóa khí, là phú và tài bạch, chủ cung điền trạch. Tiền tài của sao Thái Âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao Thái Âm thuộc thủy, là tinh túy của nước. Sao Thái Âm rất tốt cho phụ nữ. Nam giới được sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là tiền bạc. Thế nên sao Thái Âm còn được gọi là tài tinh. Người có sao này được kết tinh, làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ. Tuy nhiên đây là niên hạn xấu nên nam mệnh Nhâm Tý cũng cần hết sức cẩn thận những việc liên quan đến giấy tờ, ký tá, pháp luật kẻo mang họa vào thân. Ngoài ra, những người nam mạng Nhâm Tý bị đau yếu gặp hạn này, nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Nữ mạng năm 2024, nữ mạng gặp sao Thái Bạch và hạn Thiên La. Thái Bạch là hung tinh đệ nhất trong hệ thống cửu diệu. Trong năm Thái Bạch chiếu mệnh gây hao tán nhiều về tiền bạc. Nhâm Tý nữ mạng có thể tiêu tốn tiền của cho công chuyện của con cái trong nhà hoặc mất rất nhiều tiền cho chính sức khỏe của bản thân mình. Gặp sau này, vận hạn xấu nhất là tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Chú ý, đi lại cẩn thận, kẻo bị chấn thương. Gia đạo cũng bị ảnh hưởng của sao Thái Bạch làm lục đục. Hạn Thiên La là một hạn xấu trong phong thủy, có ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, tình cảm và sự nghiệp của người gặp hạn. Năm gặp hạn Thiên La, Nhâm Tý nữ mệnh thường mệt mỏi, đau nhức và mắc các bệnh lạ. Dù đã cố gắng điều trị, nhưng tiền bạc chi ra vẫn không giúp họ thoát khỏi tình trạng đó. Bản mệnh cũng dễ bị trầm cảm, lo lắng, mất ngủ và mơ thấy ác mộng. Để hạn chế những ảnh hưởng do niên hạn này gây ra, Nhâm Tý nữ mệnh nên tìm cách giải tỏa căng thẳng như thiền định, đọc sách hay làm những việc mình yêu thích. Các gia chủ cho Nhâm Tý trong thời gian này sẽ cần phải sử dụng vòng cổ minh quang pháp bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đó là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng
xua tan được tà ma. Đem theo vật phẩm này bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 7 âm lịch cho tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, vận hạn may mắn và cách hóa giải giúp bản mệnh đón lành tránh dữ, gặp hung hóa cát. Đầu tiên về công danh sự nghiệp, năm mạng Nhâm Tý bước sang tháng 7 âm này, dù chưa có kế hoạch nào đột phá hoặc thực hiện những việc lớn lao, nhưng may mắn là mọi thứ đã đi vào khuôn khổ. Nhìn chung những lo lắng trước đây của bản mệnh đã được giải tỏa. Tháng này có thai nhập mệnh giúp cho tinh thần của Nhâm Tý trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết. Với thành quả nho nhỏ đang có, Nhâm Tý bắt đầu mơ mộng hơn về một điều gì đó lớn lao hơn trong tương lai. Đừng ngại ngần mà không dám ước mơ, cho dù ai đó cho rằng bạn không thực tế thì cũng đừng quá quan tâm. Hãy kiên định thực hiện đam mê của mình, rồi kết quả sẽ là câu trả lời xác đáng nhất. Với những gì Nhâm Tý học hỏi được, hãy thử thực hành vào cuộc sống. Nếu có sai sót thì cũng đừng ngại nhé. Giữ vững niềm tin rằng, chăm hay không bằng tay quen. Cứ thử đi thử lại và làm nhiều lần, bạn sẽ trở thành thuần thục lúc nào không hay. Với nữ mạng Nhâm Tý, được chính quan các thần hỗ trợ, mang tới nhiều cơ hội thể hiện năng lực bản thân ở công việc hiện tại cũng như lĩnh vực mới. Trong tháng 7 âm này, sau khi trải qua nhiều khó khăn, thách thức, thành quả cuối cùng bạn đạt được cũng khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Có điều tháng này vẫn chưa phải là thời điểm bản mệnh đạt đỉnh cao nhất của danh vọng. Sự nghiệp, bạn ít gặp được tình huống đột phá bất ngờ, thay vào đó là những thành quả mang tính tích lũy dần và lâu dài. Vì vậy, hãy chăm chỉ, bình tĩnh làm việc, rồi công lao sẽ được đền đáp xứng đáng. Dù công việc phát triển tương đối thuận lợi, nhưng điều bạn cần phải đặc biệt lưu ý trong tháng 7 âm này chính là các mối quan hệ xã hội của mình. Ở nơi công sở, quan hệ với đồng nghiệp, đối tác phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là xung đột. Bản thân, người, tuổi, Nhâm Tý vốn thích ăn to nói lớn, ít chịu nhượng bộ. Khi rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn, khó lòng mà thoát ra được. Vì thế, Nhâm Tý cần xác định ngay từ đầu, đừng để bản thân rơi vào các tình huống phức tạp, cần kiểm soát cảm xúc thật tốt. Trước khi nói hoặc làm việc gì, cần phải cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng, chớ nên nghĩ gì nói nấy. Về tài lộc, năm mạng Nhâm Tý có chính tài nhập mệnh, cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt. Liệu bạn có thể nắm lấy và khiến cho tiền đổ đầy túi bạn hay không? Hãy mạnh dạn và liều lĩnh hơn một chút nhé. Tháng mới, hứa hẹn Nhâm Tý có tài lộc dồi dào mà chính bạn cũng không thể ngờ tới. Vì đây là tháng cô hồn, nên bạn không quá kỳ vọng. Thế nhưng, khi chính tài ghé thăm mang đến tin vui về tiền bạc thì hãy sẵn lòng đón nhận nhé. Tử vi tháng 7 tuổi Nhâm Tý âm lịch, tính chủ lúc này có của ăn, của để. Với số tiền tiết kiệm được sau thời gian dài không dám chi tiêu, thì đó thật sự là thành quả đáng mừng. Có thể bạn bắt đầu nghĩ tới việc mua sắm, chi tiêu hoặc mua ngay món đồ xa xỉ mà mình thích để thỏa mãn hay bù đắp cho thiếu thốn trước đây. Thế nhưng nên nhớ rằng đó là cái bẫy tài chính rất nguy hiểm. Nên nhớ rằng dù kiếm được nhiều hơn cũng đừng vội thay đổi phong cách sống của mình. Nếu có thể hãy theo đuổi lối sống tối giản một cách thông minh, vì đó là cách mà bạn vừa đảm bảo cuộc sống vật chất lẫn tinh thần, nhưng sẽ không bao giờ hoang phí số tiền mà bạn làm ra. Nữ mạng Nhâm Tý, bản mệnh có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ. Những xui xẻo từ các tháng đầu năm dần bị vận may thay thế, liên tiếp đón kết quả khả quan ở nhiều hạng mục. Đặc biệt, đường làm giàu của bạn vô cùng rộng cửa, giúp mệnh chủ cho Nhâm Tý có thể xây dựng cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng, đúng như những gì bản thân luôn mong ước từ lâu. Theo đó, tháng 7 âm này sẽ là cơ hội để Nhâm Tý giành lấy những gì xứng đáng với nỗ lực bền bỉ của mình. Điềm báo may mắn cho thấy tuổi Nhâm Tý sẽ gặp được nhiều hỷ sự giúp họ sống vui vẻ, khỏe mạnh, tinh thần tốt nên chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều bất ngờ, vạn sự như ý. Về sức khỏe, tử vi tháng 7 âm lịch ảnh hưởng không nhỏ của Bạch Hổ hung tinh mang điềm báo không tốt, bất lợi cho sức khỏe của Nhâm Tý. Nếu ai đang có bệnh thì nên tìm cách chữa trị kịp thời,
đừng vì ngại hay sợ mất tiền mà không tuân thủ theo phác đồ điều trị. Bản mệnh chớ nên vì tham công tiếc việc mà làm việc quá sức. Nhâm Tý sẽ nhận ra rằng cố gắng kiếm thêm được chút tiền nhưng lại không hoàn toàn xứng đáng để đánh đổi với sức khỏe của mình. Đó là thời điểm lý tưởng để cân bằng lại cuộc sống khi mà các dự án của bạn đã ổn định hơn. Nhâm Tý hãy chăm sóc sức khỏe của mình đúng cách, đừng quá phụ thuộc vào thuốc thang sẽ ảnh hưởng về lâu về dài quý anh chị Nhâm Tý nhé. Về tình cảm gia đình, tâm hợp đang đỡ giúp vượng nhân duyên, những cặp vợ chồng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn khi tình hình tài chính đã được đảm bảo. Người độc thân rất vui với những cuộc hẹn hò với người khác giới, hứa hẹn bạn sẽ tìm được một nửa ưng ý trong thời gian này đấy. Tháng này Nhâm Tý trở nên mơ mộng và có phần thiếu thực tế hơn trước đây rất nhiều. Nuôi dưỡng sự kỳ vọng không có gì là sai, nhưng đừng vì thế mà chạnh lòng khi so sánh cuộc sống của mình với người khác. Hãy biết hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có bạn nhé. Người chồng hoặc vợ thấu hiểu yêu thương, bạn đã bớt đi tâm so sánh một nửa của mình với người khác. Tiền bạc không còn là thước đo như trước đây. Người đó Nhâm Tý nhận ra rằng khi họ quan tâm tới bạn từng chi tiết nhỏ để chăm sóc cho bạn, đó mới thật sự là điều đáng quý. Vậy, trong từng giai đoạn của tháng 7 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972? Đầu tiên, tử vi 15 ngày đầu tháng 7 âm. Sau dịch mã tác động, người tuổi Nhâm Tý kiểm soát rất tốt công việc hiện tại của mình, không có nhiều biến cố hay bất ngờ xảy ra. Bạn có cơ hội gặt hái được thành công, nhưng đòi hỏi phải cực kỳ nỗ lực và chuyên tâm vào công việc hiện tại thì mọi thứ mới diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Nếu Nhâm Tý đang theo nghiệp kinh doanh thì cần nắm bắt tốt các cơ hội và đầu tư một cách hợp lý mới có thể đón nhiều nguồn thu tốt. Những người làm công ăn lương cứ chăm chỉ thì chắc chắn sẽ được cấp trên tin tưởng hơn bởi chính những cố gắng và công sức đã bỏ ra trong suốt quãng thời gian qua. Tuy nhiên, với vấn đề tài chính, bạn được nhắc nhở cần phải hết sức thận trọng, đừng cho phép bản thân mua sắm, phóng tay và tự gây rắc rối cho mình. Nhất là khi hung tinh kiếp tài là điềm báo, Nhâm Tý sẽ gặp rắc rối liên quan tới tiền bạc, sai một đi sẽ đi một dặm. Trong tình cảm, Nhâm Tý luôn là người thụ động, khiến đối phương cảm thấy dường như bạn không mặn mà với chuyện tình cảm này. Đó là lý do mối quan hệ hiện tại không có bước tiến nào rõ ràng mà còn ngày càng nhạt nhẽo. Đừng ngại ngần khi thể hiện sự chân thành cho người ấy thấy, Nhâm Tý nhé. Quý nhân, ngọ, mão, tiểu nhân, hợi, tỵ, màu sắc may mắn, đen, đỏ, con số may mắn, số 10, 83, 65 và 47. Tiếp theo là tử vi, 15 ngày cuối tháng 7 âm. Được các tinh Thái Dương hậu thuẫn, công danh sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý đang trên đà thăng tiến, vận khí khởi sắc, bạn có thể nhanh chóng vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến bước tới mục tiêu đã định. Nhìn chung tuần này bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công đấy, nên đừng lơ là nhé. Đường tài lộc của tuổi này cũng rất rộng mở, kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Chính sự nhạy bén của Nhâm Tý là bí quyết thành công trong công việc và mang lại những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Nếu biết chi tiêu vừa phải, bạn hoàn toàn có thể yên tâm với mức thu nhập hiện tại. Chuyện tình cảm của các cặp đôi cũng đang vô cùng ngọt ngào. Sự nhẹ nhàng, tinh tế trong cách quan tâm, chăm sóc của bạn khiến người ấy không thể rời mắt khỏi bạn. Nhâm Tý thật sự hài lòng về chuyện tình cảm ở thời điểm hiện tại. Người độc thân có thể sẽ được giới thiệu may mối cho đối tượng khác giới, nhưng bản mệnh chưa thật sự nhiệt tình với một mối quan hệ nghiêm túc ở thời điểm này nên thái độ khá hờ hững. Nhưng nếu Nhâm Tý đã có ý định gặp gỡ đối phương thì nên có sự chân thành để thể hiện sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau. Quý nhân, thìn, sửu, tiểu nhân, hợi, dậu, màu sắc may mắn, đen, tím, con số may mắn, 90, 73, 62 và 34. Và dưới đây là 5 cách xả xuôi tháng cô hồn giúp tính chủ có một tháng an yên, đem lại may mắn và tài lộc. 1. Đeo vòng tay đá phong thủy. Khi có quá nhiều xui xẻo quay quanh, nhiều người sẽ nghĩ đến việc làm thế nào để xả xui. Một trong những cách vừa để xả xui, vừa làm đẹp đôi tay, đó là đeo vòng đá phong thủy. Đá phong thủy, mỗi loại có những công dụng riêng nên rất đa dạng.
có lợi chân trong nhà, đặt ở phòng làm việc hoặc mang theo bên người, đều giúp chủ nhân tránh luồng khí xấu, năng lượng xấu có hại. Bên cạnh đó, đá phong thủy giúp tài vượng tăng cao, tình cảm vợ chồng hòa hợp, tránh trắc trở tình duyên hay chuyện đào hoa nhăn nhít. Và về mặt này thì đá hồ ly thạch anh được coi trọng nhất để hóa giải, tránh xa tà khí, năng dương khí, bảo vệ con người. 2. Đeo bùa, chìa khóa trên người để xả xuôi. Dân gian cũng thường dùng bùa để xả xuôi, có thể đeo bùa ở tay làm thành vòng cổ hoặc để trong túi nhỏ bỏ vào ví, túi sách, đem theo bên người. Có nhiều loại bùa khác nhau hay được dùng như cỏ ba lá và cây lá chụm hoa. Chúng được coi là bùa bình an, giúp người đeo may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên, các nhà tâm linh khuyên mọi người không biết rõ thì không nên dùng bùa tùy tiện bởi nó có thể gây nên tác dụng ngược cho người đeo. Vì vậy, dân gian còn có một cách nữa là dùng một dây đeo với ba chìa khóa để có sự may mắn, giúp mở cửa sự giàu có, tình yêu và sức khỏe. 3. Làm việc thiện. Cho đây là cách tốt nhất để thay đổi vận may cho chính mình. Làm việc thiện được cho là cách trả nghiệp trong tâm linh cho bất kỳ những điều xấu do vô tình hay cố ý đã làm trong đời này hay các đời trước kiếp trước. Khi tham gia vào các hoạt động từ thiện, bạn sẽ thấy việc mình được sinh ra lành lặn, có điều kiện sống tốt là rất may mắn, hạnh phúc so với bao mảnh đời bất hạnh đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo. Quan trọng là bạn làm những việc thiện với ước muốn chân thành, mong giúp người từ tận trong tim. 4. Ăn tỏi. Tỏi vẫn thường được dùng để bảo vệ khi với vùng năng lượng xấu, còn dùng để mang theo người để xua đi vận xui xẻo. Theo quan niệm dân gian, muốn tránh gặp phải lừa đảo về tiền bạc thì mang theo người chiếc túi đỏ đựng tỏi. Ngoài ra, tỏi còn giúp tiêu trừ năng lượng xấu và sự dối trá, lừa lọc bằng cách dùng tỏi trong phần lõi để giúp phát huy hết công dụng. Nhưng không cần phải mang theo quá nhiều tỏi, chỉ cần mang theo số tỏi vừa đựng trong túi đỏ nhỏ, đeo trong người. 5. Tắm với hoa lá. Các loại hoa lá có ý nghĩa giúp con người sạch sẽ, thơm tho đón vận may. Tháng cô hồn có thể tắm bằng lá bưởi với ý nghĩa mang phúc lộc. Hay anh chị có thể dùng 7 loại hoa nhiều màu trừ màu trắng ngâm nước tắm. Nhưng sau khi tắm thì cho xác hoa gói lại và vứt ngay, vì được cho là tất cả xui xẻo đã được tẩy sạch khỏi cơ thể và theo xác hoa đi. Thông điệp may mắn cho nhâm tý trong tháng 7 âm lịch. Người xưa cho rằng đức là ngọn nguồn của hết thảy phúc báo. Cổ ngữ nói, bách thiện hiếu vi tiên, nghĩa là trong trăm cái thiện thì hiếu kính cha mẹ là đứng đầu. Hành thiện tích đức trước hết là phải biết hiếu kính cha mẹ. Cha mẹ được ví là phúc điền lớn nhất trên thế gian. Hiếu kính với cha mẹ là đạo lý hiển nhiên của người con. Đó không chỉ là bổn phận mà còn là cách bồi đắp phúc báo của chính bản thân mình. Phật cha có dạy, nếu có thể hiếu kính cha mẹ, làm cha mẹ vui lòng, phúc đức là vô tận. Hiếu thuận cha mẹ chính là hành động tích âm đức tốt nhất trên đời. Một người làm được việc làm tích âm đức thứ ba này sẽ đạt được 4 loại phúc báo. Là người đường hoàng, sung túc giàu có, tam an vô bệnh, trường thọ an khang. Có thể tưởng tượng một cách đơn giản hơn, một người sinh ra và lớn lên trong một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tâm trạng mỗi ngày đều vui vẻ, thoải mái. Tâm thái cũng vì vậy mà khoan hậu, hiền hòa, đối nhân xử sự cũng sẽ khéo léo, không câu nệ toan tính, phúc báo tự nhiên cũng đến cuồn cuộn không ngừng. Bậc làm cha mẹ nên trở thành tấm gương sáng cho con cái. Thân là con thì phải coi việc hiếu kính cha mẹ là nghĩa vụ và trách nhiệm hàng đầu. Đây chính là một trong những việc làm tích âm đức trực tiếp nhất mà ai cũng nên ghi nhớ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt. Hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.